Thưa quý vị, hôm nay tỉnh Tuyên Quang đã gặp gỡ trao đổi với tổ chức doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đã có phương án giải quyết một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đại diện các doanh nghiệp đã thảo luận, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc về việc bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể đối với một số công trình, dự án còn chậm, điều chỉnh về thời hạn thuê đất một lần sang thuê đất hàng năm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tạo điều kiện cho hợp tác xã có trụ sở giao dịch và hoạt động. Quá trình thực hiện còn có đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về giá đất, giá trị tài sản được bồi thường, việc chậm giao đất tái định cư, việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, khoáng sản, môi trường có lúc còn chưa bảo đảm thời gian, vẫn còn hồ sơ chậm so với quy trình thực hiện. Việc khảo sát lập dự án đầu tư đối với nhiều công trình chưa xác định được cụ thể địa điểm bố trí tái định cư, điểm mỏ đất, vị trí đổ thải để khai thác làm vật liệu san lấp, đổ thải san gạt mặt bằng. Những thắc mắc kiến nghị đã được lãnh đạo các sở ngành giải đáp. Các nội dung trao đổi đã góp phần quan trọng giải quyết các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.